vỗ câu dồn tựa thoáng mây bay. Một kiếp người chưa bao ngày đã tới cội nguồn, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian. Cuộc sống này nhiều thay đổi cùng bao gió sương, chỉ một điều hằng không biến đổi là trái tim vàng của Chúa. Sao trời lời ru em ai, Thiên Chúa nhân từ chào đón người con. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sống cho Chúa, vậy chúng ta lại xin Chúa cho thi hài người tôi tớ Chúa đây là ông Andre mà chúng ta đang chôn cất vì xác thịt hư nát, nhờ quyền năng Chúa được sống lại trong hàng ngũ các thánh, và cho linh hồn tôi tớ Chúa được sum họp với các thánh cùng những người đã tin Chúa. Nguyện xin Chúa mở đường nhân từ trong khi xét xử, để người tôi tớ của Chúa là ông Andre được cứu độ và được giải thoát khỏi mọi hình phạt tội lỗi, được giao hòa cùng với Chúa Cha, được đấng chăn chiên lành ôm vào lòng, đưa về toàn tù cùng vua muôn đời, để đáng được hưởng nguồn vui bất tiệt, bất diệt, làm một với cộng đoàn các thánh. Lạy công thánh của Chúa, xin nay đến đón tiếng và dâng linh hồn này lên trên tôn nhan đấng tôi thờ. Chúa kêu gọi con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con. Xin từ xa cuộc đời về với Chúa. Chúa ơi. Đây bao lỗi lòng, nguyện Chúa ân xa thứ tha, lòng thành thề hứa bước theo đường diệu về Chúa. Chúa tới gọi con về trong ngày Chúa đến. Chúa tới gọi con về, trở về cùng Chúa. Kêu gọi con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về. Ai ngờ Chúa đến. Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con. Con xin từ xa cuộc đời về với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về. Ai ngờ Chúa đến. Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con. Con xin từ xa cuộc đời về với Chúa. Chúa. Lạy Cha đất nhân từ, chúng con xin phó dâng linh hồn người anh em của chúng con trong tay Chúa. Xin cho chúng con được hy vọng chắc chắn rằng linh hồn ông Andre sẽ được sống lại cùng Chúa Kitô sau hết, cũng như mọi người đã qua đời trong ơn nhớ của Chúa. Vậy xin Chúa hãy lấy lòng nhân từ mà nghe lời chúng con khẩn nguyện, mở cửa thiên đàng cho tôi tớ Chúa và cho chúng con đang còn sống ở lại được dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau,
đợi ngày mọi người tái ngộ trong nhà Chúa Kitô, đấng sống mãi với Chúa và bên cạnh tôi tớ Chúa là ông Andre. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin các thiên thần dân đưa ông vào thiên đàng. Và khi tới nơi, xin các thánh tử đào đón tiếp ông và hướng dẫn ông vào thành thánh Jerusalem. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa mới chờ giờ xuống thế gian 33 năm chịu những sự thương khó cho tan linh hồn tiên đã được rồi, thì dạy chúng con xin cha mừng lành tha tội cho linh hồn con mà ra khỏi thế này và còn tầm nó lên hồn chưa được còn, thì xin mơ cửa tù dành cho ta mà đem lên chốn mãi sự vô tận. Giờ xem đây Đức Chúa Cha đời đời cầu cho linh hồn an vui cho được khỏi mà lên thiên đàng, thì công việc Đức Chúa Giêsu linh hồn lấy ra khỏi thế này mà bây giờ chúng con đồng tin cầu nguyện cho mọi sự vô tật được vui mừng mỗi đàng, thì xin nhớ cầu cho cha mẹ anh em họ hàng bạn hữu con cháu còn ở trong sông cơ biên ta là thế gian này cho ngày sau được lên đọc ở thiên đàng hoặc linh hồn ấy đến chưa đủ tội chưa bất công bằng vô cùng còn tầm ở linh dục thấy trong cha rất nhân lành vô cùng mà con làm vậy cho ngày sau càng lửa sang lam tốt lành hơn nữa. Mà bây giờ mùa không đã hết mùa tối khai nền bao nhiêu kẻ còn sống hay mở con mắt linh hồn ra mà xem, vì sự tội lỗi là chỉ nhục của thằng làm quậy. Amen. Gia đình Trang Nguyễn, ông Anh Vê là một người Kitô hữu được sinh ra và lớn lên trong ân nghĩa của Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng vì cuộc sống thường ngày mỗi con người của chúng ta đều có những lỗi lầm, tuy nhiên chúng ta tin vào Thiên Chúa, chúng ta tin vào trời cao, Thiên Chúa hay như ông trời sẽ lượng thứ và thứ tha tất cả những tội lỗi cho những yêu ước của con người. Chỉ vì thế, với niềm tin, với niềm xác tín là ông Andre là một người con của Chúa, Chúa sẽ không từ bỏ ông khi trong những giây phút cuối đời ông đã thành thực sám hối tội lỗi của mình trước nhàn Thiên Chúa. Chính vì vậy tôi đại diện cho những người công giáo tại giáo xứ Xuân Thành xin được phần ưu với gia đình Tam Quyết và hy vọng rằng những gì những ngày cuối đời ông An Lê sống trong tương quan với thân tình hàng xóm, sống với tương quan với Thiên Chúa, chúng ta thấy chúng ta sẽ mở đường từ bi để rồi tha cho ông tất cả những lỗi lầm. Vì sau thánh lễ của ngày hôm nay, đối với người công giáo, một người đã từ biệt trần gian để trở về với Chúa, tất cả các ý thức của một người công giáo không thể bỏ. Chúng ta biết con người, người ta sống với nhau, người ta nói rằng sống dầu đèn, chết kẻ trống. Chính vì thế cho nên không một thể chế nào có thể ngăn cản con người ta thực hành tất cả những điều đó. Cho nên
Khoảng vào 8 giờ 15, Cộng đoàn Giáo xứ Xuân Thành cùng với kèn, trống, thánh giá đến cao cũng như bà con giáo dân sẽ ra tản gia đình đây để tiễn đưa ông An Lê đến an nghỉ cuối cùng. Một lần nữa xin được phần yêu với gia đình Hà Quyền. Dạ, cháu là con ạ. Nay là cháu rất cảm ơn cha và tất cả mọi người ạ đã ra chia buồn và tư dẫn ông A về bố cháu ạ, về chúa. Thì cháu không biết nói gì hơn, thì cháu xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người ạ. Chúng con trong đời đã thay đổi mẹ Chúa Trời, xin Chúa chế cho bỏ lời chúng con nguyện trong hơn ta nam thiếu thốn, nên nơi đồng chi nguyện vinh sáng lan, hẳn Chúa chúng con trong gọi mọi sự giữ Amen. Lạy Chúa Thánh Giai Kinh Đức Chúa Thề Sô Đông Thoát chúng con, lạy Trai Kinh Đức Thánh Ngự Vinh Đức Thánh Đức Bà Má Lì A Mở Thoát chúng con, lạy ông Thánh Du Xe là Bạn Thánh Giải Đức Bà Má Lì A nhân đây cha và con và thánh thần. Amen. Trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha van Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, vì niềm hạnh phúc con là nơi Chúa, là chôn nghỉ an trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ xót thương muôn vàn. Phận bầy tôi biết bao lỗi lầm, xin chớ chấp tội con. Nào ai luôn đứng vững, giờ Ngài gọi con xa lìa nhân thế, giờ Ngài gọi con đến trước nhan Ngài. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên
Thiên Chúa đấng cứu độ con. Lạy Chúa, trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để chọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để chọn đời con dâng làm hy tế, để chọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để chọn đời con dâng làm hy tế, để chọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Chúng ta, ông Andre, chúng ta đứng dậy và trở về tiền sảnh trước linh cữu của ông vào ổn định trật tự để ban tổ chức xin phép được bắt đầu vào làm việc. Xin trân trọng kính mời. Chương trình buổi lễ tang ông Andre, kính thưa các quý vị đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các ban ngành, đoàn thể, trường phường trường thực và khu dân cư số 2, kính thưa các cụ ông, cụ bà và cùng toàn thể nhân dân có mặt dự buổi lễ truy điệu và đưa tang ông Andre hôm nay. Ông Andre sinh năm 1950, có vợ là bà Bùi Thị Bằng, hiện có hộ khẩu thường trú tại tổ nhân gia số 1, thuộc tổ 4, khu 2, phường Trường Thực. Thật là không may cho ông mắc phải một tai bệnh hiểm nghèo, mặc dầu đã được gia đình, vợ, con cùng toàn thể anh em nội ngoại tận tâm chăm sóc và sự tận tình cứu chữa của các y bác sĩ bệnh viện từ địa phương tới trung ương, cùng sự thăm hỏi động viên của hai bên đồng ngoại, sự động viên chia sẻ của các tổ chức đoàn thể và tình cảm của bà con nhân dân trong phố ngoài phường. Tối lửa tắt đèn có nhau, nhưng vì căn bệnh hiểm nghèo đã đến lúc sức của ông đã tàn, lực của ông đã kiệt. Ông đã nhắm mắt xuôi tay chút hơi thở cuối cùng, ra đi về cõi vĩnh hằng, vĩnh biệt người thân trong gia đình, để lại niềm tiếc thương cho vợ cùng các con, các cháu của ông. Vào hồi 7:30 sáng ngày 3/6/2017, tức ngày 9/5, năm Đinh Dậu, hưởng thọ 67 tuổi, trong thời gian ban tổ chức lễ tang và gia đình tổ chức lễ viếng tang cho ông, gia đình cũng đã đón nhận được nhiều tình cảm thăm viếng, động viên chia buồn của các quý vị đại biểu địa phương cùng các cơ quan đoàn thể nơi vợ ông cùng các con các cháu đang học tập sinh hoạt và công tác, cùng các gia đình họ tộc hai bên, các gia đình thông gia cùng bạn bè thân hữu gần xa, và tình cảm tình làng nghĩa phố của toàn thể nhân dân trong phố ngoài phường, từ xa tới gần đã đến với gia đình hiếu chủ và có lời động viên chia buồn với gia đình hiếu chủ, lời động viên chia buồn sâu sắc nhất. Để tổ chức lễ tang cho ông Andre được trang trọng và đúng thủ tục y tế, được sự phân công phân nhiệm của lãnh đạo phường Trường Thịnh và khu dân cư số 2, sau đây tôi xin trân trọng công bố danh sách ban lễ tang gồm các thành viên như sau: 1. Ông Vũ Văn Đức, trưởng khu dân cư số 2 làm trưởng ban; 2. Bà Trần Thị Tình, phó khu dân cư số 2 làm phó ban; 3. Ông Nguyễn Ngọc Du, trưởng ban công tác mặt trận làm phó ban; 4. Bà Lê Thị Kim Linh, bí thư chi đoàn 2 làm ủy viên; 5. Bà Trần Thị Xuân, chi hội trưởng phụ nữ ủy viên; 6. Ông Nguyễn Xuân Hoàng, chi hội trưởng. Các thành viên trên có tên trong danh sách trên đây căn cứ theo sự phân công của ban tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Để tiếp theo nội dung chương trình buổi lễ tang, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông
Nguyễn Ngọc Phu, trưởng ban công tác mặt trận, phó ban lễ tang, lên đọc lời hiếu văn. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý vị, đại diện các lãnh đạo đảng, chính quyền, đoàn thể, phường Trường Thịnh và khu dân cư số 2. Kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa bà con nhân dân dự buổi lễ truy điệu, thưa hương hồn ông An ở đây, thưa gia đình thiếu chủ. Sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 4 tháng 6 năm 2017, quý vị cùng bà con chúng ta có mặt tại đây để làm lễ truy điệu và tiễn đưa ông André quốc tịch Pháp, là phu quân của bà Bùi Thị Bằng, công dân khu dân cư số 2. Sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, mặc dù đã được người thân hết lòng chăm sóc cứu chữa nhưng không qua được, ông đã ra đi theo tiếng gọi của Chúa vào lúc 7 giờ 20 phút ngày 3 tháng 6 năm 2017, tức ngày 9 tháng 5 năm Đinh Dậu, hưởng thọ 67 tuổi. Ông André sinh ngày 29 tháng 4 năm 1950 tại Monaco, thành phố Lyon, Cộng hòa Pháp. Ông là người mang quốc tịch Pháp, tôn giáo đạo Thiên Chúa. Từ nhỏ đến 18 tuổi, ông được gia đình cho ăn học. Học xong, ông làm giám đốc marketing cho một hãng cà phê ở thành phố Lyon, Pháp. Năm 2009, ông André sang Việt Nam sinh sống. Năm 2010, ông kết hôn với bà Bùi Thị Bằng, nguyên quán xã Xuân Viên, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Gia đình ông bà có 4 người con. Con trai là Nguyễn Chiến Thắng, con dâu là Nguyễn Minh Trang, cháu nội Nguyễn Đức Thịnh, con gái là Nguyễn Thị Hồng Lợi, con rể là Trần Quốc Toàn và hai cháu ngoại là Trần Gia Linh và Trần Gia Hân. Từ khi là công dân khu dân cư số 2, gia đình ông bà luôn thực hiện đầy đủ các quy định nghĩa vụ công dân được chính quyền và nhân dân tôn trọng yêu mến. Dân làng chúng tôi tiễn đưa ông về nơi vĩnh hằng. Thôi, đã đến giờ đưa tiễn ông về cõi vĩnh hằng. Chúc ông ra đi về với Chúa được bình yên. Xin toàn thể bà con có mặt tại buổi lễ truy điệu hôm nay dành một phút yên lặng để tưởng nhớ ông André. Một phút yên lặng bắt đầu. Ban tổ chức lễ tang xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Bình, đại diện cho gia đình, lên có lời. Dạ, kính thưa các cụ cao tuổi, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa chi bộ đảng, ban mặt trận, các ban ngành, đoàn thể, khu dân cư số 2, phường Trường Thịnh. Kính thưa ban tổ chức lễ tang khu dân cư số 2, phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Thưa toàn thể nhân dân và các quý khách đến dự lễ tang ông André, chồng, cha, ông André sau một thời gian lâm bệnh của tuổi già, tuy đã được vợ con trong gia đình và các tổ chức y tế hết lòng chăm sóc và cứu chữa, mong sao ông dài thêm tuổi thọ, nhưng vì tuổi cao sức yếu, ông đã không qua khỏi được và trái tim ông đã ngừng đập để vĩnh biệt vợ con cháu chắt trong gia đình, vĩnh biệt bà con thôn xóm cùng thân hữu gần xa để đi theo các bậc tiền nhân về với Chúa. Chồng, cha, ông của gia đình chúng tôi, ông André mất đi để lại nỗi đau thương vô hạn cho các con cháu trong gia đình.
Nỗi đau này kể sao cho hết. Nhưng gia đình chúng tôi đã được sự bù đắp lại một phần là tình thương cảm và tấm lòng ưu ái của chi bộ đảng, các ban ngành đoàn thể cùng lãnh đạo và nhân dân khu 2 phường Trường Thịnh, nơi mà cha ông chúng tôi đang sinh sống. Đại diện cho các gia đình thông gia bạn bè thân hữu của gia đình, bà con đội tổ xóm thôn đã đến cúng viếng chia buồn chồng cha ông và gia đình chúng tôi. Thay mặt cho gia đình, nhà hiếu chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và vô cùng cảm tạ những tấm lòng nhân ái đó. Lúc này ở đây đã đến giờ đưa tiễn cha chồng ông Andre đến nơi an nghỉ cuối cùng. Vậy trong buổi lễ tang bối rối, gia đình có điều gì sơ suất cũng xin được các cụ ông, các ông bà cùng toàn thể các tân khách hãy rộng lòng lượng thứ. Sau khi tiễn đưa chôn cất né chặt ông Andre xong, xin kính mời toàn thể các ân khách cùng toàn thể anh em nội ngoại người thân hãy đuôi gót lại về với gia đình để ăn trầu uống nước, để cho gia đình chúng tôi được tiếp đón và cảm tạ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Ban tổ chức lễ tang cũng xin trân trọng kính mời bà con nhân dân ở tổ phố Tây Đan, phường Hùng Vương và tổ liên gia số 1 giúp đỡ trợ giúp di quan ông An rồi đây ạ. Xin trân trọng chào kính mời. Sau sẽ được phục sinh trong
đâu chết rồi. Đi vào thẳng đi, trong này là bên ngoài này nhá. Bỏ vào thẳng đi. Thẳng đi. Đi vào thẳng nhá. Đều lên. Rồi, chúng ta yêu mến sẽ trở về lòng đất như đã từng bởi đất mà ra, nên chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện để gửi gắm người thân yêu này trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Tại nơi đây, Đức giúp bao người đã đến cúi đầu kính lạy trước nấm mồ của cha thân. Chúng ta hãy cúi đầu kính lạy chỉ đạo trước cái đó là hai người một trong tay là anh ấy vào đây cùng rất là nặng nhá. Em về anh em nói với cô ta khi em cô qua đời, chính thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống lại. Vì thế chúng ta hãy tin tưởng dâng lời cầu nguyện. Chúa đã thật Chúa đã khóc thương bạn của Chúa là Lazaro mới qua đời. Xin lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại. Xin mang sự sống đời cho ông Andre. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã dùng bí của thánh thầy để thánh hóa người. Anh em tín hữu này, xin thương nhận lời. Chúng con cầu nguyện cho ông Andre vào sổ các thánh và những người Chúa chọn. Chúa nhận lời chúng con. Nay con mất cha thật rồi, con mất cha thật rồi, không gặp được nơi đâu cha. Cha con xa đời con, biên giới từ sau con đại sang Chúa. Tất cả bà con anh em xong việc quay trở lại gia đình là hôm nay cha đã ra đi thật rồi, cha đã ra đi thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha. Ơn cha như thái sơn cao vời, con biết sao đền bồi. Cha vội ra đi con biết sao đền bồi. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù xin thương, đón cha đi về, đón cha đi về, hương lòng thánh nhang bù đắp nỗi đau. Cuộc đời đã qua tận tụy sớm hôm, để lo Chúa toàn dương giúp con cái biết theo
để lo chu toàn dưỡng dưỡng con cái biết theo đạo
Boom, 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 boom.